Phương Nga của đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Và hôm nay chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một buổi phỏng vấn với Tammy Huỳnh. Cô là tổng đoàn trưởng của Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu. Và hôm nay cô lại đến nữa để có những cái tin tức cập nhật của Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu cũng như là những sinh hoạt của hội. Xin chào Tammy. Dạ, con kính chào bác Thương Nga. Con là Tammy Huỳnh, rất là hân hạnh được trở lại với lại khán giả thân thương của đài SBTN và nhất là được trở lại với trò chuyện với bác và cùng đại gia đình võ bị khắp nơi trên thế giới. Đúng rồi, bây giờ là tới cũng vài tháng nay thì Tammy mới quay trở lại. Nhưng mà quay trở lại trong cái dịp mà rất là rộn ràng của những cái buổi lễ cuối năm. Vì vậy nhưng mà sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt của Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Tổng đoàn. Đúng không? Dạ thưa đúng. Trong cái tháng 12 thưa bác, Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu chúng con đầu tháng 12 tức là Chủ nhật thì chúng con tổ chức cái buổi lễ thắp nến. Mình dạo gần đây đó mình thấy những cái chi tiết rất là nóng của tình hình của Hồng Kông cũng đúng như rồi. Việt Nam trước sự đàn áp của Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam nên chúng con nhân cái dịp những cái ngày cuối năm chúng con tổ chức cái lễ thắp nến để mà cầu nguyện và giống lên tiếng nói kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến cái tình trạng đó. Và giữa tháng 12 tức là 15 tháng 12 chúng con cũng có sẽ có tổ chức cái tiệc nhỏ nhỏ cho gia đình võ bị và thân hữu để mà chúng con có dịp gặp gỡ bậc cha chú, bậc cô chú bác để mà thăm hỏi nhau. Như vậy là cái buổi lễ tưởng niệm đầu tháng 12 là ngày mấy và cái tổ chức đó ở chỗ nào? Dạ thưa, cái đó là ngày Chủ nhật lúc 12 giờ tụi ngày con mấy? Ngày 1 tháng 12 tại trung tâm sinh hoạt nhà Việt trên đại lộ Bel Air của mình. Đúng rồi, thì quý vị cũng thấy rằng với cái việc mà đang rất là nóng ở tại Hồng Kông và sinh viên cũng như là học sinh đã biểu tình, có những em mà chỉ có 12 tuổi thôi đã biểu tình và đã bị Trung Cộng giật dây và cảnh sát của Hồng Kông đã đàn áp một cách dã man. Thì trong tuần vừa qua thì cũng đã có nhiều nơi đã tổ chức cái lễ cầu nguyện, ở trong đó có Liên hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vừa qua tuần vừa qua thì ăn mừng lễ Thanksgiving nhưng mà cũng có một phút cầu nguyện cho Hồng Kông. Thành ra đây là cái việc làm mà rất là có ý nghĩa. Và tới bây giờ đó thì bây giờ trước khi mà chúng ta đi qua những cái tin khác thì đối với là tuổi trẻ của các con thì cái việc mà biểu tình ở Hồng Kông mà hầu như là toàn là tuổi trẻ không thì các con nghĩ như thế nào? Chúng con nghĩ là đối với cá nhân con thì con rất là ngưỡng mộ những bạn trẻ của Hồng Kông, những sinh viên giống như bác thấy trên hệ thống truyền thông khắp nơi trên thế giới đăng tải thì những cái gương mặt rất là trẻ. Bác có nhiều em giống bác mới nói là có 12 tuổi, 13, 15, 16 tuổi nhưng mà họ có một cái ý thức rất là mạnh mẽ, tức là họ đòi hỏi phải có cho được cái quyền tự do mà Trung Cộng đã hứa lúc mà Hồng Kông và Anh bàn giao cho Trung Cộng phải không bác? Thì con nghĩ là trong cái tinh thần... Cho 50 năm, họ nói cho 50 năm. Dạ, thì con nghĩ là trong cái tinh thần mà giống lên tiếng nói đòi hỏi cái quyền nhân căn bản nhất là quyền tự do và nhân quyền được tôn trọng thì con nghĩ là nếu mà được giới trẻ của người Việt ở trong nước nên nhìn cái gương đó mà có thể mình có thể học hỏi và mình cũng có thể là cũng ráng mạnh dạn giống lên tiếng nói đòi hỏi có quyền nhân quyền cho mình, không những cho mình mà cho thế hệ sau này nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng dù mà chúng ta không có làm gì được thì chúng ta cũng cầu nguyện và chúng ta tỏ cái sự mà support của chúng ta đối với những người trẻ tuổi ở tại Hồng Kông và mong rằng cái hình ảnh của Hồng Kông hôm nay là cái hình ảnh của Việt Nam sau này. Chúng ta cứ thử tưởng tượng mà bao nhiêu triệu người đều nổi dậy và cái hình ảnh của Hồng Kông nó quá đẹp đi. Nó làm cho ảnh hưởng, làm cho cả thế giới này rất là cảm động. Và trở lại với cái việc tổ chức ngày 1 tháng 12 thì ngay ở nhà Việt. Và cái ngày mà 15 tháng 12 thì con sẽ có tổ chức một cái buổi, con nói thêm về cái chi tiết về cái buổi này. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Nhân đây con cũng xin gửi lời mời đến gia đình võ bị và bí thân hữu của tại Houston và cũng như những cái thành phố lân cận đến dùng một buổi cơm trưa do anh chị em Thanh Thiếu Niên Đại Hiệu chúng con khoản đãi với những cái món rất là thân thuộc những cái do chính tay tụi con làm. Cái này là hàng năm chúng con đã tổ chức, năm nay là năm thứ 3 chúng con
con cũng lại tổ chức, thì con thấy là cứ mỗi lần như vậy đó, chúng con được dịp gặp lại các bậc cha chú, các cô chú bác trong gia đình Võ Bị, các anh chị em và thế hệ hai ba, tức là ba thế hệ cùng cùng một cái niềm vui trong những cái ngày lễ cuối năm. Thì cái đó là một cái niềm hạnh phúc mà mỗi năm tụi con đều mong mỏi để mà được tổ chức, để Tức mà là chào con có đón. chủ đề gì? Dạ thưa, chủ đề năm ngoái là nhớ về Lâm Viên, thì năm nay chúng con cũng giữ cái chủ đề nhớ về Lâm Viên, Để tại về Lâm Lâm Viên Viên. là cái nơi trường Võ Bị cha chú chúng con tọa lạc phải không bác? Dạ, nên con nghĩ là trong lòng cha chú chúng con là cựu sinh viên sĩ quan lúc nào cũng nhớ về trường Võ Bị, mặc dù là xa rất là lâu rồi. Nói cái chữ Lâm Viên là ai cũng biết, ở Đà Lạt, Dạ. và đó là nơi đó có một ngôi trường Võ Bị quốc gia Việt Nam rất là lớn, lớn nhất nhì Đông Nam Á lúc bấy giờ. Thì Dạ. đó là cái niềm hãnh diện mà khi mà nói tới Lâm Viên là nghĩ ngay đến trường Võ Bị quốc gia Việt Nam. Vâng, thì ở trong cái tinh thần đó thì sẽ có một đại hội. Khi mà nói về đại hội thì đó là cái đại hội mà được tổ chức, được diễn ra mỗi 2 năm một lần. Dạ. Và năm nay Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức ngày 26, 27 và 28 tại Nam California. Dạ. Thì các con sẽ có một cái chương trình nào? Thường thường là Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa Hiệu thì có một cái sinh hoạt mà song song với lại đại hội của Tổng hội. Dạ thưa vâng, con cảm ơn bác. Thì như ban chấp hành của tổng hội cũng đã thông báo là cũng đã chọn lựa được một ban tổ chức rất là vững mạnh, tức là có chú Nguyễn Hàm là trưởng ban tổ chức cho đại hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị quốc gia toàn cầu lần thứ 22 vào những ngày Bác về niêu là 26, 27, 28 tháng 6. Thì khi mà chúng con thì ban bên ban chấp hành của tổng đoàn cũng có họp và hỏi ý kiến những anh chị em, thì chúng con cũng xin được tổ chức chung về song song với đại hội của sinh viên sĩ quan, tức là đại hội của tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu cũng sẽ được tổ chức vào đúng thời điểm 26, 27, 28 tháng 6 tại Nam California. Thì chủ đề con thấy chủ đề của đại hội của cha chú chúng con đặt ra rất là hay. Chủ đề đại hội lần thứ 22 của mình là truyền thống và danh dự. Thì con cũng có tìm hiểu thêm, thì con cũng rất là lấy làm hãnh diện là tổng hội của sinh viên sĩ quan năm sau đã đánh dấu được 40 tuổi, tức là hoạt động trong cộng đồng của người Việt quốc gia cũng đã 40 năm hả bác? Wow, Dạ lâu vâng. dễ sợ. Dạ vâng. Vâng, thời gian mới đó mà trôi quá nhanh, tức là từ năm 1980 80, dạ vâng. thì đã diễn ra đại hội truyền thống của trường Võ Bị quốc gia Việt Nam lần thứ nhất, và lúc đó thì tổ chức ở San Jose không? Dạ thưa đúng rồi, theo con đọc được thì là đại hội lần đầu tiên của cựu sinh viên sĩ quan là tổ chức ở tại San Jose, California. Và tới lần này là lần thứ 22. Dạ vâng. Còn còn tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu thì là đây là năm thứ mấy? Dạ thưa tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu thì con nghĩ có trùng lập cũng rất là dễ thương, tức là cái tuổi tụi con là của tổng đoàn là bằng nửa số tuổi của tổng hội. Thế là tổng hội được 40 tuổi 40 năm thì tổng đoàn chúng con được 20 năm. Dạ vâng. Thì con nhớ là con có đọc được một số tài liệu về những cái sinh hoạt của tổng hội cũng như là tổng đoàn. Thì khi mà năm 1998 hoặc là 99 thì bắt đầu những chú bác, nhất là chú Hoàng Tôn Long khóa 31 bên bên Âu Châu, Bên hội chỗ. chú cũng đã sáng lập nên cái danh xưng là Tổng đoàn Thanh thiếu niên đa hiệu, và Liên đoàn Thanh thiếu niên đa hiệu được Âu Châu thì ra đời trước tổng đoàn một năm, nên 1999 là Tổng đoàn Thanh thiếu niên đa hiệu được ra mắt và được thành lập. Dạ vâng. Vâng, ở bên Âu Châu thì chúng tôi cũng mới đi đại hội Âu Châu, cũng cứ tổ chức 2 năm một lần, nhưng mà overlap với lại cái đại hội ở tại tổ chức ở nước Mỹ. Thì lúc đó Tổng đoàn Thanh thiếu niên đa hiệu trong đó có Tammy thì cũng đã đi, và không biết là Tammy khi mà đi sinh hoạt ở bên Âu Châu như vậy, thấy Thanh thiếu niên đa hiệu ở bên đó thì cảm thấy như thế nào? Dạ dễ thương quá bác. Dạ con có nghe bác kể cho con nghe nhiều lần, tại vì bác gặp nhiều Nghe anh rất chị nhiều bên lần. đó qua nhiều đại hội. Thì đại hội vừa rồi 2019 vừa rồi với bác bên Pháp thì là lần đầu tiên con được tham dự chung với ba mẹ con. Thì con gặp mấy anh chị em
Dễ thương lắm. Giờ nhắc lại con vẫn còn cảm động. À, Giờ đúng như rồi. là chị Liên đoàn trưởng, chị Sương, rồi anh Đức, rồi những anh chị từ bên Đức qua, rồi những anh chị từ bên Thụy Sĩ về, gặp nhau, và bên Mỹ qua cũng Ừ, đông. đông Dạ, đông đông quá. nên gặp nhau tự nhiên chúng con lại lại rất là gắn bó, và trò chuyện không có đủ thời gian để tâm sự nữa. Dạ vâng. Cựu sinh viên sứ quan trường Bảo vệ quốc gia Việt Nam lúc nào cũng nêu cao danh dự, và họ có một cái châm ngôn là tự thắng để chỉ huy, cũng như cái câu mà cái câu châm ngôn của họ nữa, của họ là chúng tôi không tìm an lạc dễ dàng mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Thì Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu có một cái câu châm ngôn. Dạ thưa, khi mà chú bác thành lập ra cái Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu thì chú bác cũng cũng suy nghĩ và cũng cho chúng con một cái câu châm ngôn là kim chỉ nam để mà chúng con sinh hoạt. Thì con rất là tự hào khi mà nhắc đến những cái câu châm ngôn đó của chúng con là tự thắng để dấn thân. Thì theo con được biết thì cái ý nghĩa của nó rất là hay, là mình muốn làm gì đi nữa thì trước tiên mình phải tự thắng bản thân mình. Rồi mình mới dấn thân ở ngoài cộng đồng, ngoài xã hội, trong gia đình cũng vậy. Dạ vâng, trước tiên là bản thân mình phải vượt qua những khó khăn trước. À, và chúng tôi cũng lần nào mà nói chuyện với Tammy Thúy Huỳnh thì chúng tôi cũng cũng nhắc lại và cũng khoe Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu đã có công rất là lớn trong những cái bảng tên đường mà bằng tiếng Việt ở tại Houston, thì đó là một cái niềm danh dự của chúng tôi, hãnh diện, rất là hãnh diện. Và trong những cái công tác mà thiện nguyện rồi cứu trợ rồi đi làm những cái công việc ở phía bên ngoài để giúp đỡ cộng đồng, và cũng như là giúp đỡ cho các em nghèo, và cũng như là gia đình của Võ Bị Việt Nam còn kẹt lại ở Việt Nam, với những cái phần thưởng, với những cái mình gọi cái đó là Dạ học thưa, bổng, học bổng. Dạ trong vâng. học bổng. Và trở lại với đại hội lần thứ 22 tại Nam California. Như vậy là Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu sẽ có những cái sinh hoạt cũng trong 3 ngày luôn, và cũng là dịp mà để bầu trở lại, phải không? Dạ thưa, đúng rồi. Thì song song với đại hội cựu sinh viên sĩ quan trường Bảo vệ quốc gia Việt Nam lần thứ 22 thì chúng con Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu cũng tổ chức đại hội vào 3 ngày, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Thứ sáu thì chúng con sẽ cùng tham dự cái đêm truy điệu, Tìm truy lễ điệu. truy điệu truyền thống của sinh viên sĩ quan trường Võ Bị, và sáng thứ bảy thì chúng con cũng cùng tham dự cái lễ khai mạc của đại hội, và sau đó thì chúng con sẽ có một buổi khai mạc của đại hội Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu. Và tối thứ bảy đó thì cái chương trình rất là đặc biệt, là chúng con sẽ dành một cái tối thứ bảy tổ chức một buổi dạ tiệc và dạ vũ, để thứ nhất là kỷ niệm 20 năm thành lập của Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, để mà khoe với gia đình Võ Bị chúng con đã làm gì và sẽ làm gì trong những thời gian kế tiếp. Nhưng mà đặc biệt lồng vô trong chương trình đó vẫn là mục chính là tri ân gia đình Võ Bị, tức là tri ân bậc cha chú cô chú bác của chúng con. Tại chúng con quan niệm là nếu mà không có sự yểm trợ và thương và dìu dắt của Tổng hội của sinh viên sĩ quan thì tổng đoàn khó mà đứng vững được cho đến ngày hôm nay. Nên chúng con đang cùng với ban tổ chức của đại hội Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu là năm nay có hai anh chị đứng ra làm trưởng ban tổ chức, chị Đỗ Anh Tú là hậu vệ khóa 1 và anh Nguyễn A Đàm hậu vệ khóa 14. Thì anh chị đã nhận trách nhiệm làm trưởng ban tổ chức cho cái sinh hoạt của tổng đoàn năm nay. Dạ, thì trong cái chương trình mà chúng con đại hội của Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu đó thì chúng con cũng sẽ dành một tí thời gian mà đến thăm cái viện bảo tàng của Quân lực Việt Nam Cộng Nên Hòa. Dạ vâng. nên thì nếu mà quý vị đến California thì quý vị không đừng quên đi đến thăm bảo tàng viện đó. Họ có rất là nhiều những cái kỷ vật, những cái di vật, những quân trang, quân dụng, quân nhu, cái gì mà nên thì cũng đều có hết, và các em làm việc ở trong đó rất là dễ thương, volunteer mà đều là dễ thương hết, mà các em rất là trẻ, và đặc biệt là cha cũng trẻ, con cũng trẻ rồi. Rồi rồi thế hệ thứ ba nữa, nghĩa là làm việc mà với tất cả cái lòng thành, có cái thành tâm thiện chí của mình, làm không có biết mệt. Thành ra nếu mà quý vị qua đó thì nhớ là viếng thăm, và
hình như là đại hội nào thì Tổng đoàn Thanh Thiếu niên Đa Hiệu cũng có một buổi tiệc gọi là tri ân phải không? Dạ vâng, À, dạ vâng. à. Năm tới còn hay hơn nữa. Ồ, còn hay hơn nữa cái này là đặc biệt tới lúc đó là Dạ mới vâng. lúc đó đó mới. Nhưng mà dĩ nhiên là không quên quay trở lại với cái việc mà tổ chức đại hội thì đó vào ngày 26, 27 và 28 vào tháng 6 năm 2020 tại Nam California và Tổng đoàn Thanh Thiếu niên Đa Hiệu. Với Themi thì cái chữ mà Tổng đoàn Thanh Thiếu niên Đa Hiệu thì thấy làm sao? Tại vì giờ các cháu đã lớn rồi, nhưng mà những cái tên đó nó rất là thân thương, nó đã ra đời cùng lượt với lại tổng hội, cho nên cái chữ đó nó dễ thương vô cùng. Mặc dù bây giờ Không các cháu không còn là còn thanh thành thiếu niên nữa, đã trưởng thành kêu bằng adult children, nhưng mà nó rất là dễ thương. Và kể từ năm 1980, lúc đó thì chưa có Tổng đoàn Thanh Thiếu niên Đa Hiệu, Dạ vâng. nhưng mà từ lúc thành lập tới bây giờ thì nó đã lớn mạnh như thế nào con? Dạ thưa con cảm ơn bác. Theo con được biết thì ngoài cái Tổng đoàn Thanh Thiếu niên Đa Hiệu tại Mỹ ra thì mình có Liên đoàn Thanh Thiếu niên Đa Hiệu Âu Châu sinh hoạt cũng rất là lâu. Thanh Thiếu niên Đa Hiệu bên Canada, các anh chị sinh hoạt như trước Tổng đoàn Thanh Thiếu niên Đa Hiệu tại Mỹ nữa, và ở bên Úc cũng có một cái đoàn Thanh Thiếu niên Đa Hiệu. Và riêng tại Hoa Kỳ, chúng con thì hiện nay theo con được biết là có 8 đoàn sinh hoạt rất là gần gũi, rất là gắn bó với lại tổng đoàn. Tức là khi mà chúng con có một cái công tác hay là có cái phong trào gì cần cần sự yểm trợ thì các anh chị từ những tiểu bang khác đều lên tiếng ủng hộ, và ủng hộ rất là mạnh. Giống như bác vừa thấy là Đại hội Thanh Thiếu niên Hiệu năm 2018 thì đã quy tụ hơn 70 anh chị em thanh thiếu niên đại hiệu Yes, khắp nơi đông về, dễ sợ thì chúng lắm. con cũng hy vọng là năm 2020 con số đó sẽ tăng nhiều hơn và thế hệ thứ ba sẽ tham dự đông hơn. Trở lại câu hỏi mà bác hỏi con á, là cái danh xưng khi mà chúng con xưng thanh thiếu niên đại hiệu chúng con có mắc cỡ hay không á, thì hôm hôm qua con có nói chuyện với Don là hậu vệ khóa 21 và Tuyền cũng khóa 21, chúng con cũng giảng giảng với nhau á, chúng con nói hay là mình thử xin mấy bác đổi thành thanh thanh gì đi, hay là hay đổi tên đi cho nó cho đúng cái lứa tuổi mình trung niên chứ giờ thanh thiếu niên nữa. Thì con cũng có suy nghĩ, con nghĩ cái tên nó rất là hay, là vì không phải là cái thế hệ chúng con là hết, mà chúng Tiếp con đang truyền truyền cái ngọn đuốc đó nối của cha chú truyền cho chúng con đang truyền xuống cho thế hệ con cháu chúng con sau này nữa, tức là thế hệ 3, 4 và 5 của Võ Bị nữa. Thành ra mà thành ra cứ keep như Dạ vậy vâng. à, đúng rồi. Nếu mà quý vị sinh hoạt với lại Tổng đoàn Thanh Thiếu niên Đa Hiệu thì quý vị cũng thấy rằng các em bây giờ cũng trở thành trung niên mới đâu mà nhanh quá, nhưng mà tới thế thế hệ thứ ba là bắt đầu xuất hiện rồi, bắt thấy nhiều nơi như vậy. Và ở tại Âu Châu thì Thanh Thiếu niên Đa Hiệu đã sinh hoạt với nhau rất là chặt chẽ, tuy rằng có nhiều cái country, có nhiều nước chứ không phải là chỉ có ở ở Pháp chẳng hạn hay là ở Đức chẳng hạn, nhưng mà các nước khác từ Anh rồi từ Bỉ hay là tất những cái nước mà nó gần gần cái lắm, chỉ đi xe lửa qua là tới nơi. Tuy là nói như vậy nhưng mà cũng có cái sự mà cách trở. Còn ở đây ở trong nước Mỹ thì con sinh hoạt như thế nào với các Thanh Thiếu niên Đa Hiệu ở những nơi khác? Riêng anh chị em ở Houston chúng con thì chúng con thường thường gặp nhau 1 tháng 1 lần. Thứ nhất là để giữ mãi cái tình thân với nhau. Thứ hai là khi mà mỗi lần chúng con gặp vậy đó thì chúng con đưa ra những cái ý kiến để làm những cái việc gì có ích lợi cho tập thể gia đình Võ Bị của mình. Và thường thường chúng con cũng hay nói chuyện trên điện thoại, tức là họp trên điện thoại với ban chấp hành và những anh chị em của những cái thành phố khác. Dạ vâng. Thì chúng con cũng nôn là cứ 2 năm 1 lần chúng con có cái đại hội để mà có dịp gặp gỡ nhau, để mà trao đổi hàn huyên những cái sinh hoạt hay những cái sự kiện đang xảy ra mà cần chúng con quan tâm. Temi có đem theo ba cuốn đa hiệu. Vâng, thì ba cuốn đa hiệu này là 117, 110, 115, 116 và 117. Thì đây là tiếng nói duy nhất của Tổng hội cựu sinh viên sứ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Và ở trong này thì cái điều gì làm cho con thích nhất và hãnh diện nhất ở trong cuốn? Và khi mà mình chúng con nhận được cái quyển đặc san đa hiệu gửi về đó Cuốn này mới nhất. thì chúng con rất là cảm động, và lúc nào chúng con cũng lật ra xem ngay liền, tại trong đây có những cái bài viết cũng rất là hay về những cái chiến tích, những cái trận đánh rất là oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cái chiến tranh Việt Nam, khi mà mình
giải thể chế độ cộng sản phải không bác? Ừ. Thì và những cái của thế hệ chúng con cũng có, tức là của những ngòi bút trẻ, những cái hậu duệ Võ Bị cũng có đóng góp trong đây. Và Ừ. con rất là thương chú Đỗ Mạnh Trường là chú Ừ. bút đặt sang đa hiệu, thì chú luôn ưu tiên cho những cái ngòi bút trẻ. Thì nhân đây chúng con Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên đa hiệu cũng gửi lời tri ân đến chú Đỗ Mạnh Trường, chủ bút đặc san đa hiệu, để dành cho chúng con những cái tình cảm rất là đặc biệt. Bây giờ quay trở lại với cái bữa tiệc mà con sẽ tổ chức vào ngày 15 tháng 12 năm nay, thì con gửi gắm cái gì vào chương trình đó? Dạ thưa, chương trình thứ nhất mà là chúng con đặt tâm tư vô là cái lễ thắp nến và cầu nguyện cho tự do và công lý cho Hồng Kông cũng như cho người dân Việt Nam. Thì chúng con nghĩ là với cái sức chúng con có, chúng con không có nhiều tài cũng không có nhiều sức, chúng con chỉ có thể cùng nhau góp lên cái lời cầu nguyện, cầu sao cho mà dân người dân Việt Nam mình cũng như người dân Hồng Kông sớm được tự do mà họ phải có, tức là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thực thi những cái lời hứa cho những cái người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do báo chí. Thì chúng con xin được thắp lên cái ngọn nến quý đồng hương tại Houston cũng như là gia đình Võ Bị tham dự, để chúng ta cùng thắp lên cái ngọn nến hy vọng một ngày mai tươi sáng cho người dân Việt Nam cũng như người dân Hồng Kông cũng như là người dân khắp nơi thoát khỏi cái chế độ của Cộng sản. Tức là cái buổi mà cầu nguyện thắp nến cho Hồng Kông đó là do Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Houston và các vùng phụ cận đứng ra tổ chức, Dạ thưa, cái buổi hay thắp là có nến ai là thêm của nữa? Dạ thưa là do Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa ừ Hiệu tổ chức. ừ Thành phần nhân lực thì là những anh chị em của Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu sinh sống tại Houston đứng ra đảm nhận. ừ Dạ ừ vâng. Rồi, còn tới cái chương trình ngày 15 tháng 12. Dạ vâng, chương trình 15 tháng 12 là cái đêm lễ Giáng sinh với chủ đề là Lâm Viên Niềm Nhớ. Lâm Thì viên niềm dạ nhớ. vâng, thì chúng con cũng xin mời gia đình Võ Bị cũng như quý thân hữu tại Houston và lân cận. Nếu mà bác có dịp ghé Houston, xin mời hai bác ghé ngang. Nếu mà được thì chúng Con con đã rất là tổ chức hân cái hạnh. đó ở đâu? Ở Chateau de la Mort. Dạ. Có Dạ. chỗ đó có dễ tìm hay không? Dạ dễ lắm. Cách chợ Hồng Kông, Bel Air của mình khoảng 10 phút lái xe. Cái chương trình đó có bán vé hay không? Dạ không. À, tức Dạ. là mời trong gia đình của Võ Bị Và thân hữu. và thân hữu nữa. Dạ vâng. À, thì Dạ. con có thể là gửi lời nhắn nhủ với các anh chị em trong Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Dạ vâng. và Đây cũng như là là quý chú quý bác nữa. dạ, quý chú bác, anh chị em xin cho Tammy đại diện cho Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu được gửi lời mời đến từng gia đình. Nếu xin dành chút thời gian đến tham dự cái buổi tiệc nho nhỏ nhưng mà rất ấm cúng, đầy tình tự Võ Bị nhân cái dịp lễ cuối năm. Dạ vâng. Rồi thêm nữa là đại hội Dạ vâng. nữa. Dạ con xin phép bác. Con cũng xin được chuyển lời đến gia đình Võ Bị khắp nơi trên thế giới cũng như quý thân hữu đã luôn thương chúng con đó. Nếu mà sắp xếp được thời gian, xin dành 3 ngày 26, 27, 28 tháng 6 năm 2020 về Nam Cali để tham dự đại hội. Thứ nhất là đại hội của cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam lần thứ 22, và thứ nhì là đại hội của Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu kỷ niệm 20 năm thành lập. Cảm ơn thầy Dạ Mai Huỳnh. vâng. Vâng, thưa quý vị, và phần phỏng vấn đặc biệt với lại Tổng đoàn trưởng Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Thầy Mai Huỳnh đến đây xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn Thầy Mai. Cảm ơn bác, xin chào. Và khắp nơi có thể nghe Radio Sài Gòn Dallas qua phone, không tốn lệ phí, qua số điện thoại 425-585-1563. 425-585-1563.